Chào quý anh em đam mê vỏ lãi cano, đam mê mà du thuyền, đam mê cuộc sống trên sông nước ha, đam mê tốc độ, đam mê đua, đi du lịch hay là đi câu cá, đi hóng mát. Trên màn hình đây là chiếc vỏ lãi ha, vỏ lãi 6m3, chiếc này của mình nha. Cái lái thì bề chiều ngang của cái lái được 1m05. Composite này của Trọng Sĩ ha. Rồi cũng chúc toàn thể quý anh em mình ai cũng có một buổi chiều xem video vui vẻ nha. Rồi cũng đầu video thì cũng gửi lời cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Quý anh em đam mê vỏ lãi, đam mê cano, đam mê du thuyền rồi nè. Mấy anh em muốn đam mê gì khác nữa thì cứ đam mê ha. Đừng ngủ mình nha. Chơi đừng ngủ. Ngủ nhiều khi mình hứng cái mình hư. Hư theo. Nó vui rồi ha. Giờ trên màn hình hôm nay mình đem cái Isaki 3 máy. Cái nhỏ thôi. Nhỏ mà hồi nào giờ nó chưa có vỏ, bữa nay mình cho nó có vỏ. Nghĩa là đem ra độ cái turbo vô chơi. Đem ra tiệm độ turbo vô. Nhờ Văn Thái nhà độ cái turbo. Mình cũng hôm video trước mình cũng có giới thiệu sơ về cái vỏ máy của mình nè ha. Hàng dữ á. Đây cái tên Isaki là E374. Dung tích được 738cc. Công suất mã lực hiện tại máy zin nha. Được 12, 13 mã lực quá. Máy là như không có, chưa có mở gì hết. Nếu mình mở máy thì mình khỏi độ cái turbo. Giờ mình độ turbo, mình khỏi mở máy, nếu mình mở máy nữa nó chạy dữ lắm á. Chạy mau tới lắm. Mau tới cái máy mới khác á. Giờ đang chuẩn bị vô cái turbo. Mà vô turbo không phải mình cũng phải biết cái turbo đó cái mức nạp nó như thế nào ha, cho nó thích hợp với cái động cơ của mình, chứ không phải là muốn turbo nào cũng được nha. Nạp quá cái turbo cái động cơ mình chịu không nổi. Đó, giờ đang mấy khâu lặt vặt. Mấy khâu giống như chuẩn bị đây nè. Chuẩn bị mình làm mấy cái miếng này nè để mình kết nối vô. Làm vô chạy chơi. Chạy đi vườn. Chạy đi quay YouTube rồi cũng được. Động cơ này là xài lâu rồi ha. Trước là mình để tưới vườn á, tưới vườn cây á. Giờ đem cái này là 3 máy. Hiện tại mình tưới vườn bằng cái loại 2 máy thôi. Cái 3 máy này đem xuống cái vỏ lãi dưới bến nó chạy chơi. Cái dàn cầu này cổ dữ lắm rồi nha. Cầu số lên luôn. Đồ của sông nước miệt vườn chơi đồ dữ mà. Đồ cổ. Đồ miễn mà túng tiền cầu số là lên. Cái gì đam mê thôi. Giờ chờ độ xong cái mình chạy coi thử như thế nào nha. Chạy thì cũng chậm chứ không có nhanh. Nhanh hơn mấy người bơi nha. Người bơi người ta chèo là mình lụm ngọt ngay. Nói về tàu câu du thuyền này ha, là gần đây có cái trang web thế giới tàu thuyền.com đó, quý anh em vô đó coi mình chọn lựa ha, chọn lựa quý anh em mà thích chiếc nào thì cứ alo trong đó. Rồi có động cơ rồi luôn, những dòng động cơ thủy máy trong hoặc máy ngoài ha. Đây nữa turbo mình đổ vô đây ha.
Rồi ngày 4 tây tháng 9 này ở gần Bến Ninh Kiều là ở gạch Khay Luông. Ở gạch Khay Luông, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều là có tổ chức cuộc đua võ lãi. Cuộc đua võ lãi đó là tranh cúp huy chương vàng toàn quốc ha. Nội dung là năm nay chỉ có động cơ 7 HP, độ tự do, nhưng mà phải giữ nguyên hình dáng của động cơ ha. Động cơ là có 3 loại: Gato, Gearshift, Hyundai. Đó, quý anh em cứ độ về vỏ lãi thì của Composite Tắc Gắn miền Tây tài trợ. Vỏ lãi là 5m9 nha. Trọng lượng là phải 65kg. Dưới 65kg là không được tham gia. Chân vịt thì của xưởng tài trợ, hãng tài trợ đó là chân vịt Inox AB. Đó, mình chạy chân vịt khác không được ha. Rồi quý anh em nào có đam mê thì bữa 4 tây tháng 9 đó là ra đó mình xem ha. Địa chỉ là gạch Khay Luông, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Còn ngày 3 tây là cái ngày đó là làm thủ tục rồi bốc thăm rồi kiểm tra động cơ tập vợt, rồi là ngày 3 tây. Sáng 4 tây là bắt đầu, sáng 4 tây tháng 9 năm 2022 bắt đầu giải đua, làm lễ khai mạc xong rồi đua ha. Đúng chưa? Dặn cứng như vậy rồi sao mở ra? Thôi gì nữa? Sắt thả vậy. Mày hay là
được chưa tay ca? Cái gì? Vừa cắm rồi. Ngưng cái chớn chừng vậy, chừng vậy nó tuôn ra, vụt ra đụng cái muỗng nước. Rồi chạy trong cái ống dầu, ống dầu không ha. Cái dầu cù. Thằng này cái. Biết tìm. Rồi xuống. Thank you.
chỉ gắn thêm cái turbo thôi ha. Máy không có mở lên, để đi vườn mà. Gắn turbo rồi phối hợp mở máy rồi lên nữa, nó chạy mới ghê. Giờ mình chỉ gắn turbo cho nó tăng thêm được chút xíu thôi, chứ không có tăng nhiều đâu. Nông nghiệp sạch, đem ra gắn turbo thôi chứ chưa mở máy. Rồi chạy vài quận chơi đó, cái này nói chung là chạy để đi vườn, bây giờ là đem về. Cái Isaki này nếu mà mở máy, cái mắt mở nguyên cái vàng dằn mặt ở phía trước á, hơi lâu quá thôi, để bữa nào mà hả mở máy lên. Tại ở tiệm cũng bận nhiều việc á. Rồi vậy nha, mình cũng kết thúc cái video ở đây. Chúc mấy anh em mình có một buổi chiều vui vẻ ha. Đây cũng mới về mấy chiếc cano này. Cái chiếc này 6m3.